Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay thì shop xin được hướng dẫn mọi người cách sử dụng một cái con nồi cơm, đó là nồi 1 lít của hãng Hitachi, mã RZ-RT10BK, dòng 1 lít bác nhá, thì có số 10 và số 10 này. Đó. Con này là cao tần áp suất steam cut, dùng điện 100V và phải cắm qua một cái bộ đổi điện từ điện 220V xuống điện 100V nha các bác. Không cắm trực tiếp được điện 220V ở Việt Nam mình được. Và cái công suất của cái bộ đổi nguồn này nó phải tối thiểu là 20A, tức là 2000W á, thì mới chạy cho cái nồi cơm này nó chín ngon, dền dẻo, chín kỹ được. Nguồn 15A thì cũng chạy được thôi, nhưng mà nó sẽ không thể chín đều cơm được nha các bác. Nên là mua các thiết bị điện chúng ta cần phải chú ý một chút xíu đối với cái công suất, để xem là nó dùng phù hợp với cái bộ đổi nguồn như thế nào. Điện đã được, nồi đã được cắm vào điện 100V các bác này. Nó đã hiển thị cái chữ H0 ở đây này. H0 ở đây chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chỉ ấn một nút tắt này đi. Đó, ấn nút tắt đi sẽ hiển thị các menu ở trên này. Ấn menu nhé. Ở hàng ngang trên cùng này sẽ là nói về các chế độ gạo hay là nấu ăn. Đây thì shop đã dán dịch tiếng Việt ra rồi này các bác này. Đó. Mỗi một cái con nồi cơm của shop trước khi đóng hàng gửi đi thì sẽ có một cái tờ giấy dịch tiếng Việt như thế này nha các bác. Tờ này nó sẽ dịch tất tần tật tất cả các chữ tiếng Nhật có ở trên nồi. Nên là các bác không phải lo lắng rằng là mua nồi Nhật thì biết sử dụng ra làm sao. Cũng như là shop sẽ quay cái video hướng dẫn sử dụng cụ thể cho từng cái con nồi đó cho các bác. Nên là các bác cứ yên tâm nha. Khi nào mình nhớ thì mình cứ thế là mình thao tác, còn không nhớ thì có thể là quay trở lại với video ở trên kênh của shop để có thể xem được chi tiết cụ thể. Hàng ngang trên cùng này là nói về là gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt nảy mầm. Chúng ta sẽ ấn cái nút chọn gạo này nhá, để nó có thể nó chạy mũi tên chạy đến cái từng chữ nào, thì tức là nồi sẽ ở chế độ nấu đó. Gạo trắng này, tiếp theo gạo không vo, gạo lứt nảy mầm, gạo lứt, và chế độ nấu ăn. Nấu ăn ở đây thì sẽ có ba cái chế độ ở phía dưới này các bác chú ý nhé, ba cái này. Và chúng ta có thể chọn menu này. Cái đầu tiên là súp thổ cẩm này, cái thứ hai là gì, là luộc trứng lòng đào này, cái thứ ba là gì, đó là làm bánh gato hay là bánh bông lan đó. Đó, thông thường thì chúng ta sẽ hay nấu gạo trắng đúng không bác, nên là nồi luôn mặc định ở chế độ gạo trắng. Cái đầu tiên là gạo trắng cơm rời tiêu chuẩn. Thường thì mọi người sẽ không thích cơm rời lắm đúng không ạ? Mọi người sẽ thường thích cơm dẻo hơn một xíu. Đấy là phần đông đa số nhá, chứ shop không có nói là mọi người chỉ thích cơm rời mà không thích cơm dẻo, hay là chỉ thích cơm dẻo mà không thích cơm rời. Đó, thì chúng ta sẽ chọn menu này. Ví dụ muốn ăn cơm dẻo chúng ta sẽ ấn thêm một lần nữa thì sẽ là cơm dẻo nấu ở tiêu chuẩn nha các bác. Đó, và chúng ta chọn gì? Ấn nút nấu. Ấn nút nấu này thì tầm khoảng bao nhiêu phút sau nó nồi nó sẽ hiển thị thời gian trên này cho các bác nhìn này, khoảng 49 phút sau. Đây là khoảng thôi nha các bác. Vì thông thường ghi nói là 49 phút, khoảng 49 phút này, nhưng mà nồi sẽ nấu trên 50 phút thì mới xong được cái nồi cơm được các bác ạ. Đó. Nó có ở đây có một cái chữ nhỏ, hai cái chữ nhỏ có hình ở trong hình chữ Nhật này, tức là áp suất nha các bác. Đó, và chúng ta có thể tắt đi ở đây này. Ấn menu, ngoài cái chế độ nấu rời ra, có chế độ nấu dẻo ra, có cả chế độ nấu nhanh. Khi nào mà chúng ta không có thời gian để mà nấu một cái nồi cơm khoảng gần một tiếng thì chúng ta có thể chọn chế độ nấu nhanh này, để có một cái nồi cơm nhanh nhất thì khoảng 27 phút xong thôi, và chúng ta ấn nút nấu. Tiếp theo là gì? Là chế độ nấu chín kỹ hơn này, nấu cháo, nấu sôi đó. Nồi của Nhật thì luôn luôn có cái chế độ nấu cháo, nấu sôi là cái một trong những cái chế độ nấu cơ bản của nồi rồi. Ấn thêm một lần nữa thì sẽ là menu. Ở đây nó sẽ về cái phần là ủ nóng. Ủ nóng thì có hai chế độ ủ, một là ủ ở chế độ nhiệt độ thấp, hai là ủ ở nhiệt độ cao. Đó, nó có hai lần như thế các bác nhìn nhá. Giống như là shop đã dịch ra trên này rồi này. Đó, rất là dễ, đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ dùng vài lần là chúng ta sẽ quen tay thôi. Các nhìn là biết à, cái chữ này là thuộc về chế độ nào. Và chúng ta ấn nút nấu này thì nó sẽ có cái đèn ủ lên các bác này. Đó, màu đỏ đây nhá, màu đỏ cam này. Đó, thì tức là nồi đang ở ủ. Ủ ở thời gian thì nồi nó cũng có tính thời gian ủ cho mình. Ở đây là thời gian là tính theo tiếng nha các bác, một tiếng hay là hai tiếng hay ba tiếng, chứ không tính theo phút. Chúng ta bắt đi. Nồi Hitachi này thì chúng ta chọn chế độ ủ phải chọn bên trong, chứ không thể chọn ở bên ngoài, có những cái nút ở bên ngoài được. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta tắt đi.
Hiện tại thì shop sẽ hướng dẫn các bác để lấy giờ cho các con nồi này. Hiện tại là chúng ta ấn vào giữ. Đó. Hiện tại là 10 giờ 04 phút đi. Ok, 10 giờ này phút này. 1 2 3 4. Ok. Nút tắt đi thì lại giữ lại giờ. Cái dòng của Hitachi nó khác một xíu là sau khi mình lấy giờ đấy, đèn nó vẫn còn nhấp nháy, nó chưa về cố định lại thì chúng ta ấn nút tắt đi và giữ lại. Còn một số những hãng khác thì là chúng ta sẽ ấn menu là để giữ lại đó. Sau khi giờ đã về được chuẩn giờ của Việt Nam mình rồi thì chúng ta có thể sử dụng được ở chế độ là chế độ hẹn giờ có cơm. Thì các bác nhìn này, đây có cái nút hẹn giờ này, chúng ta ấn này. Nó có hai chế độ hẹn giờ buổi sáng và chế độ hẹn giờ buổi chiều. Đó. Và chúng ta sẽ chỉnh giờ. Ví dụ như là 6 giờ, đây là chế độ hẹn giờ nó buổi sáng là 6 giờ sáng có cơm, nhưng bây giờ chúng ta là buổi trưa rồi, chúng ta sẽ để cho khoảng 12 giờ 30 chúng ta có cơm ăn nhé. Đó. 12 giờ 30 là có cơm ăn và chúng ta ấn nút nấu. Nhớ phải ấn nút nấu nha các bác. Sau khi ấn nút nấu thì nồi nó sẽ trở về cái bật đèn sáng ở cái chế độ hẹn giờ này. Tức là nồi đang ở trong cái chế độ nấu hẹn giờ rồi. Nồi sẽ tự chủ động trong việc là gì? Căn ke thời gian để cho đúng 12 giờ 30 phút là có cơm để cho chúng ta ăn. Rất là thông minh đúng không các bác? Đó. Ở đây là rất là dễ dàng sử dụng. Shop thì hỗ trợ trọn đời với tất cả các con nồi mà được bán ra bởi shop đồ Nhật Thanh Huyền. Cũng như bác nào mà chưa có giấy hướng dẫn sử dụng của cái dòng này thì cứ nhắn tin với số điện thoại của shop, shop sẽ gửi file ảnh cho các bác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn mọi người vào tất cả các video tiếp theo của shop.